Dạ, là đầu tiên phép hội nhân mến chào đại gia đình ha. Hiện tại thì buổi trưa hôm nay thì cũng có hai vị khách cả nhà vừa đến đây và vào bên trong mua hàng, thì phải nói là khá là đặc biệt luôn. Cô đến đây cũng như là cô cũng cho ít tiền cho cái cô bán bánh ướt này cả nhà. Cô phải nói là cô bánh ướt khá là vui luôn cả nhà. Hồi nãy thì một anh chị thì đi xe taxi này đến đây cả nhà, taxi xanh. Taxi này taxi điện của bên VinFast đây cả nhà. Dạ. Hôm nay là cũng thứ ba rồi cả nhà. Ngày 12 tháng 3 năm 2024. Thì phải nói bây giờ là khá là trưa rồi cả nhà. Nhà ông Nhân thì cũng đang có mặt trước nhà chị Hồng Loan. Dạ. Thì chị Hồng Loan thì sáng nay thì cũng đi ra bên ngoài rất là sớm. Thì sáng này hồi sáng sớm này thì ông Nhân cũng ở bên shop thứ ba của chị Hồng Loan, cũng như là sắp khai trương rồi cả nhà, ở bên bển, cũng như là quay chia sẻ thông tin mới nhất để mà gửi đến quý cô chú anh chị mình đang quan tâm, cũng như là cô chú bác trong nước và cũng như là ngoài nước đang yêu mến cái người con gái bé nhỏ của cô nghệ sĩ ưu tú Du Linh. Đây cả nhà, bây giờ là cô bánh nước đang chuẩn bị đẩy xe đi về. Chào cô nha. Dạ về hả cô? Dạ. Hiện tại thì đạo nhân cũng rất là muốn qua bên nhà để mà quay chia sẻ trực tiếp hơn cho cả nhà mình xem, nhưng mà không biết cô chú có cho quay hay không, hoặc làm để cho cô chú anh chị được tự nhiên á cả nhà, thì đứng phía xa thôi, mong cả nhà thông cảm nha, quay xa cho cả nhà mình xem thôi, có gì thì đạo nhân sẽ nói cho cả nhà mình biết ha. Dạ. Thì hiện tại thì chị gái cũng đang lựa cả nhà, đang lựa những sản phẩm mà chị muốn mua, mua lại anh trai. Hôm nay phải nói là khá là nắng luôn cả nhà, nhiệt độ Sài Gòn bây giờ là phải gần 34 đến 35 độ. Tại vì hậu nhân đang đứng ngoài lề đường này cả nhà nhìn xem là rất là nắng luôn. Tí nữa thì anh chị ra thì mình chạy lại mình hỏi thăm một chút xíu như là chúc sức khỏe cả nhà. Nếu mà anh chị không muốn thì hậu nhân sẽ cắt lúc đó ra thôi, rất là dễ. Nói chung làm cái nghề này á, cả nhà đôi khi á, có những cô chú anh chị mình á, sẽ không có thích lên hình. Thì lúc đó thì anh em đang quay mà lỡ mà ghi trúng hình của cô chú anh chị mình á, thì sẽ cắt khúc đó ra. Đó. Thì cô chú anh chị đến đây mua hàng thì cứ tự nhiên đi. Nếu mà gặp anh em YouTube quay á, thì quay trúng á, thì cứ nói là cô không muốn lên hình. Nó thì cứ nói cái là mấy anh em sẽ cắt khúc, cắt những cái hình ảnh của cô chú anh chị dính trong hình ảnh á, hoặc là che lại cho cô chú anh chị. Dạ. Đó thì trước khi mà cô bánh nước đi về đó cả nhà, thì cả nhà nhìn xem nào, một đàn một câu nè cả nhà. Cô những đồ ăn mà cô dư ra cả nhà thì cô bỏ lại đây nè, cho mấy một câu nó ăn. Bởi mấy con một câu đây nó rất là quý cô bán bánh ướt luôn cả nhà. Đó, cô bán mà cái nào mà dư ra là cô để ra cho mấy đứa này nó ăn. Mấy con câu này rất là mập. Và hiện tại bây giờ nó làm tổ rất là nhiều quá nha. À, làm tổ trên đây nè đúng không? Đây. Đó, nó đang đậu trên đó đó cả nhà. Và nó đang làm tổ trên đó đó. Đó trên đó, đó. Nó đang trên đó có con kìa, đó chuồng nó làm tổ đó. Đó, con còn màu trắng luôn, dễ thương quá trời. Phải nói là nhiều khi mà anh chị đã đi mua hàng hơi lâu một tí xíu á, nhiều khi đợi xe ráp đó, người ta không đợi mình được á, thì để cho người ta đi. Thì tí xíu nữa mình đặt chiếc khác. Sài Gòn thì đặt ráp rất là nhanh, và những anh em làm cái nghề chạy ráp thì cũng rất là khỏe đó nha, tại vì đa số anh em đều lên Sài Gòn, và Sài Gòn hiện tại thì những cái ngành nghề mà shipper chạy ráp thì phải nói là khá là ok luôn đó nha.
Tại sao Hậu Nhân lại nói như vậy? Tại vì Hậu Nhân cũng có chạy Grab thôi. Đây có thêm một chiếc xe nữa, cả nhà đang đến. Chắc là rước anh chị mình bển quá. Đang tìm nơi xe 4 chỗ 36E hành quá. Đây bồ câu quá nhiều luôn cả nhà, quá trời luôn, rất là nhiều. Anh chị đến đây mua rất là nhiều luôn cả nhà. Wow, đang lựa rất là nhiều luôn. Phải nói là những anh chị bên trong ở nhà rất là tinh tế luôn. Có thể là những cô chú anh chị có thể là chưa ăn được những sản phẩm hết ở shop chị Hồng Loan đó, thì mình có thể đến đây cả nhà và mình có thể ăn thử. Và cũng xin chia sẻ với cả nhà là trong shop chị Hồng Loan ở nhà thì có rất là nhiều sản phẩm luôn. Thì mỗi một sản phẩm á, là chị đều để lên ăn và dùng thử hết. Có thể là mình tới mình thấy món này mình muốn ăn thử ngon mình mua đó, tự nhiên đó, có nguyên một rổ luôn, mỗi một rổ là một thứ đó, cứ hết là sẽ thêm một rổ mới, thêm một cái sản phẩm lấy thêm ra để cho cả nhà mình dùng thử. Chỉ có cái yến là không dùng thử thôi nha, yến thì phải khỏi phải bàn rồi. Dạ yến mà dùng thử là chắc lỗ chết. Dạ thì hiện tại là anh Phương vừa chở chị Bùm Bùm về tới cả nhà. Đó, về tới là bay vào làm việc liền luôn. Đó, giờ cắt cái thùng giấy ra nè, cho nó gọn lại và ship lên trên. Đó, những cái thùng giấy này anh cắt ra là biết cả nhà biết làm gì không? Bây giờ tiết lộ sớm nó sẽ không hay. Đó, chuẩn bị đi ra nè. Đó, cả nhà biết rồi đúng không? Đó, che yên xe lại cho nó mát. Hiện tại rất là nắng luôn cả nhà. Buổi chiều á thì đa số là nắng sẽ dội ngược về phía bên kia nên nó rất là nắng luôn đó. Còn phía bên Hậu Nhân thì đang mát nè, tới đây là mát nữa, nổ lộ mát rồi. Nên đôi khi cũng rất là khỏe, rất là mừng vì đứng được bên đây nó mát và quay qua bên kia cho cả nhà mình xem. Nếu mà như là cái nhà mình xem ha, nếu mà như mà có được cái mái che như nhà bên kia thì đó, thì mát xuống nửa cái sân cũng sẽ rất là khỏe. Hiện tại là chị Lon chưa có làm cả nhà. Hiện tại thì anh chị cũng lên bên trên và hấp nhang nè cả nhà, là dễ thương ha. Dạ hiện tại thì anh chị bây giờ cũng chuẩn bị đi ra ngoài nè cả nhà. Đấy, đang đi ra ngoài. Mua rất là nhiều luôn á. Đó, quay xe qua rất là nhanh chị nè cả nhà. Và hai bị đồ rất là nhiều luôn. Rất là nhiều luôn cả nhà.
chị mua rất là nhiều luôn, gọi là xe. Dạ thì video cũng khá là dài rồi, hậu nhân cũng xin chúc cho đại gia đình mình kênh thật là nhiều sức khỏe và nhiều thành công nha.